Bên cạnh đó thì tôi xin có một vài cái thông báo. Thứ nhất là về vấn đề phụng vụ. Thì xin các gia đình báo lại bó hoa thiêng của gia đình mình cho giáo xứ để giáo xứ tổng kết lại và dâng cái món quà đó, thiêng liêng đó lên cho Đức Tân Tổng Giám Mục. Điểm thứ hai là có một số quý vị nhận được cái mẫu hay là cái sample ở trong đó nó nhỏ như thế này, rồi có bánh, rồi có rượu nha. Thì cái đó nó chỉ là cái sample thôi, đừng có sợ. Và cái đó là do mấy cái nhà sản xuất đó, họ muốn vận động để mà có giống như là mình Thánh Chúa to go đó, không? Fast food để sẵn ở trên kệ đó, ai đến là cứ việc lấy rồi đưa về. Nhưng mà cái đó nó không có phù hợp với tinh thần đạo đức cũng như là với ý tưởng thần học của giáo hội, cho nên đừng có lo, chúng ta sẽ không có sử dụng cái đó được nha. Cho nên nếu mà cầm cho nó vui thôi, rồi dục đi cũng không sao, tại vì đó nó chỉ là bánh với rượu thôi, chưa có chuyện phép. Rồi, và kế đến là như tôi cũng đã thông báo tuần trước thì có một vài gia đình hỏi lại, cho nên là chúng tôi thông báo như thế này là các gia đình mà có những cái dịp đặc biệt như là tỷ dụ như là lễ giỗ 100 ngày, lễ giỗ 1 năm hay là giỗ mãn tang, hoặc là có những cái kỷ niệm đặc biệt ở trong gia đình như là kỷ niệm thành hôn 5 năm, 10, 15, 20, rồi 50, hơn nữa thì xin liên lạc với quý cha để chúng tôi có thể sắp xếp để tổ chức như thế nào. Và đương nhiên là chắc chắn là không có thể nào tụ họp quá hơn 10 người, kể cả cha chủ tế nữa. Nhưng mà nếu mà cần thì chúng tôi cũng có thể sắp xếp cách nào đó. Rồi vấn đề thứ hai là những cái sinh hoạt của giáo xứ. Thì trước hết là xin được cảm ơn tất cả các em thiếu nhi. Chúng con đã thay tất cả các người con để chúc mừng ngày Hiền Mẫu. Xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ. Rồi giáo xứ cũng chân thành cảm ơn ban ẩm thực đang là phục vụ trong cái dịp lễ Mother's Day với cái hình thức drive-thru, phục vụ những cái món đặc sản của giáo xứ chúng ta biết rồi, như là heo rừng, xào lăn, rồi crawfish, rồi bánh cuốn nha. Và ngày hôm nay đó thì sẽ phục vụ cho đến 3 giờ chiều, cho nên khi quý vị có thể đến để có được những món đặc sản đó. Và trước hết thì ban ẩm thực cũng xin lỗi là ngày hôm qua cũng không ngờ là quá đông như vậy, thành thử ra trở tay không kịp, không có kịp phục vụ quý vị, thành thử ra là nó bị trì trệ, nó lâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó rất là tốt rồi, nó chạy đều lắm rồi. Đấy. Và đồng thời ban ẩm thực cũng xin thưa như thế này là để bảo đảm cho cái khoảng cách xã hội, rồi xin cho nên là xin mọi người ngồi ở trong xe nhá, rồi mình đừng có xuống xe để chạy vào cái khu vực nấu, tại vì ở trong đó không có giải quyết bán ngay cho chúng ta đâu, bắt buộc là phải drive through nhá. Đấy. Và cũng như là ban ẩm thực nó xin lỗi tại vì không có kịp phục vụ đó, cho nên nếu mà có những ai mà chưa có kịp đến để thưởng thức cái tuần này thì tuần tới ban ẩm thực vẫn tiếp tục phục vụ cho chúng ta, cũng vẫn theo hình thức drive thru. Rồi kế đến là cái chương trình hiến máu tại giáo xứ của chúng ta thì được tổ chức vào ngày 23 và 25 tháng 5 này. Cho nên để ghi danh, chúng ta phải ghi danh với Hội Hồng Thập Tự. Cho nên là xin quý vị ghi danh, gọi đến văn phòng nhé, cho chúng tôi số điện thoại và nhất là cái email. Mỗi người cần có một cái email để làm gì? Để sau khi mình ghi danh xong đó, họ sẽ respond lại nhé. Họ sẽ trả lời lại cho mình biết, xác nhận chính xác là mình đã được nhận hay chưa, rồi cái giờ của mình là mấy giờ, bao nhiêu phút. Đó thì mình đến để cho nó cách quãng ra cho nó rất là đều. Cho nên xin các gia đình chúng ta ghi danh càng sớm càng tốt, bởi vì cái số người, cái số đó nó cũng có hạn định. Và tôi cũng đã, bác sĩ Long cũng đã chia sẻ một số những cái tâm tình, thì chắc chắn là cái việc hiến cho máu nhân đạo này nó không có thiệt hại gì. Trước hết nó cho chúng ta nói lên cái tâm tình của chúng ta là con người, chúng ta bác ái, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta đã nhận máu của người khác rất là nhiều. Và
Họ tính toán như vậy là 80% cái số máu đó là được sử dụng cho những người mổ ở trong các phòng mổ này, rồi nhất là cho các bệnh nhân ung thư. Đấy, và đồng thời ngay giờ phút này có thể giúp được cho rất là nhiều người, cứu được mạng sống, cho nên xin chúng ta cố gắng, chúng ta ghi danh nhá. Rồi điểm sau cùng thì tôi cũng rất là vui mừng thông báo với tất cả mọi người, tức là bên hội đồng tài chánh vừa mới tuần vừa qua cho tôi biết cái kết quả tháng 4 vừa qua, giáo xứ đã nhận được tổng cộng là khoảng 93.000 nhá, bao gồm 29.000 qua online giving và khoảng 64.000 thì qua hệ thống phong thư. Đấy. Thì thêm vào đó là cũng có những cái tấm lòng vàng, cho dù rằng là không có đi làm nữa, nhưng mà cũng tài chánh cũng không có rộng rãi lắm đâu, nhưng mà khi nhận được cái tấm check đầu tiên của chính phủ cứu trợ đã gửi ngay cái số tiền đó cho giáo xứ, bởi vì nói rằng biết giáo xứ đang gặp khó khăn về tài chánh ở trong cái lúc này. Nên thực ra chân thành cảm ơn tất cả quý vị với tâm lòng đã rất là quan tâm và rộng rãi yểm trợ tài chánh cho giáo xứ trong cái giai đoạn khủng hoảng này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả, để rồi cùng với nhau chúng ta gìn giữ, chúng ta phát triển, và nhất là chúng ta sống cái đời sống đức tin tại cái giáo xứ này. Xin cầu chúc mọi người được bình an, mọi sự an lành trong tuần lễ mới.